Giới thiệu với các bạn mấy chiếc lưỡi câu sưu tầm được. Toàn là những chiếc lưỡi câu làm tay đây. Làm bằng thứ thép rất cứng. Nó không phải từ lò xo. Cái này không phải lò xo mà là một cái miếng nhíp rất dày, tạo dáng cực kỳ đẹp, không trau chuốt lắm. Quý ở cái chỗ này, rõ ra đồ làm tay hơi thô mà tạo dáng cực kỳ đẹp, từ cái khoen cho đến cái lưỡi, cái thân lưỡi. Đấy. Hình dáng rất đẹp. Vì là đồ sưu tầm cho nên tôi chỉ sưu tầm những cái mà họ đang dùng, những chiếc lưỡi câu đang dùng, đang câu rất hiệu quả, câu được rất nhiều cá. Chủ nhân nó làm, chủ nhân đều là tay câu giỏi, làm quen phải rất khó khăn, người ta mới cho chiếc lưỡi câu này. Đấy, chứ bán là người ta không bán. Để thế thấy là chế tác nó rất khó khăn, nó rất cứng, muốn chuốt thêm không được, cũng nhiều công quá. Từ những cái miếng thép rất khiếp, rất cứng. Đặc biệt là cái này, nó là một cái miếng đồng zip, cái lò xo nhíp rất cứng, cho nên khi làm nó đẹp như thế này, nó cứng chả kém gì mấy cái thứ thép này. Đấy. Chủ nhân nó làm rất giỏi, rất nhiều công, cái độ trau chuốt thì nó không bằng mấy cao thủ ở các nơi khác. Thế nhưng mà về mặt tạo dáng thì hết sức độc đáo, không thể chê vào đâu được. Đẹp lắm. Còn đây, để so sánh, đây là một chiếc lưỡi câu hiện đại, làm bằng công nghệ cao, hợp kim, cực kỳ cứng. Chiếc này thì của tôi đã câu được rất nhiều rồi, nhưng không thể sánh với mấy cái thứ này. Chỉ rất thích, đẹp vô cùng, tạo dáng rất lạ. Đặc biệt là họ câu được nhiều lắm rồi. Cái nào cũng đẹp. Cũng là có thể trau chuốt kỹ lưỡng hơn, thế nhưng mà để như thế này trông mới thích, nó thô như thế này. Chắc là câu đẹp lắm. Cho các bạn xem này, kích thước của nó.